Hai ông cháu định cắt tóc của gì đấy? Hôm nay thằng em cháu nó tên là John, nó vừa từ Anh Quốc về. À John à? Hôm trước kiểu tóc mafia Anh Quốc của chú cháy quá. Cắt cho thằng em mai nó đi lấy vợ bác chú ạ. À cắt kiểu đầu Anh Quốc gì mafia luôn gì? Mafia. Yeah yeah yeah. Mafia Anh Quốc. À ông này người Tây à? Yeah yeah. Ok ok. Dậy đi ông cháu ơi, sao rồi đấy? Hey, what the fuck? Nó bảo là quả đầu Tommy Savi của cháu đâu hả chú? Tommy Savi của cháu đấy. Đúng. Đẹp, đẹp quá. Đẹp quá. Đấy nó khen đẹp quá, đẹp quá. Chiến à? Cho yeah. Xem ảnh Tommy Savi để môi cần chéo nhá. Này. Cho ông cháu xem quả ảnh này luôn này. Wow. Đúng đầu này chưa? Yeah, yeah, xem. Yeah. Ông cháu này người Tây à? Yeah. Ông cháu này Tây ở đâu đấy? Ông cháu là Anh Quốc về, mới về hôm qua xong. Anh Quốc à? Mai đi lấy vợ đây. Ok rồi, sao yeah, yeah.